Thưa quý vị và các bạn, một vụ cháy lớn vừa xảy ra sáng nay ngày 28 tháng 8 tại nhà máy luyện thiếc thuộc công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh đóng tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Cụ thể vào khoảng 7 giờ 3 phút sáng nay, các công nhân đang tiến hành bàn giao giữa ca đêm và ca sáng thì bất ngờ xảy ra sự cố. Ngọn lửa phát cháy ban đầu tại khu vực lò luyện thiếc. Do nhiệt độ tại lò luyện cao nên nhiệt nóng nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh, cháy lan ra khu vực xung quanh và 1/3 hệ thống bao bọc nhà xưởng. Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp đã điều động lực lượng công an huyện, quân sự, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ phối hợp với các đơn vị chức năng trực tiếp đến tham gia chữa cháy. Đồng thời, giúp công nhân sơ tán tài sản, thiết bị, máy móc trong các nhà kho ở xưởng và lân cận. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa. Thông tin sơ bộ có tổng số 8 người làm việc tại khu vực lò luyện thiếc nhưng rất may không có thiệt hại về người. Tài sản thiệt hại thì chưa được xác định. Hiện công an chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân để làm rõ vụ việc.